Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục đi với ông nữa luôn mọi người. Giờ mình đang ở trên cầu Dầm Cống nha. Mình vừa bên Đồng Tháp qua bên gần bên bờ An Giang rồi nè. Đó. Cảnh sông nước rất là đẹp nha. Bữa nay mình đi từ Đồng Tháp mình qua An Giang. An Giang xong mình chạy xuống Cần Thơ mình tìm ông một tí rồi mình sẽ trở lại mình đi Kiên Giang nha. Tại ở đây nó cũng gần giáp 4 tỉnh nha mọi người nha. An Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ nó giáp gần với nhau nha. Để bữa nay mình đi thử 4 tỉnh ở miền Tây này luôn. Mà nói đi 4 tỉnh chứ nó cũng giáp gần nhau phòng à. Chứ nó không có đi hết 4 tỉnh nổi đâu nha. Và thôi giờ mình xin ngưng để mình đi. Khi nào có tụi ông mình sẽ mở máy bắt quay cho mọi người xem nha. Đây trên cây sung này có một tổ nè mọi người. Kìa. Tổ này cũng trung bình nha. Mà mình thấy cục mặt nó hơi lép lép kìa, để mình cắt xuống thử coi có mặt hay là không nha mọi người nha. Để mình ngưng để mình leo lên mình cắt, đợi nó cũng trên cây ngoài tầm giới mình rồi. Đây mình cắt xuống sông rồi mọi người nè, để mình vũ ra coi có mặt không nha. Nè, hết biết luôn, quá sướng cái tổ ong này mọi người nè, đã ghê không. Bên đây nữa nè, mặt đều bon nha. Tại nó ăn cái cùi mặt này nè. Nó vô sát cái thằng cây cái luôn. Đó. Hết biết rồi. Mặt nè. Xuống cắn xuống tới phấn luôn nha. Nhìn khá là hấp dẫn cái tổ này luôn rồi. Đó. Rồi, vì vậy mình ngưng mình xử lý nó luôn mọi người. Cầm khá là nặng luôn nè. Mình lắc hồi sợ nó tét cùi mặt nè, nó nứt rồi nè. Rồi, ok. Cây đó một tổ kìa mọi người. Nè, tổ này cũng hơi gọn nha. Để mình bắt xuống rồi mình cho mọi người xem cục mặt nha. Đây mình mới vừa bắt xuống sông mọi người. Cục mặt cũng khá là ngon nha. Nè. Đó. Bít nắp đều chân luôn. Cái dĩ mình cắt lại rồi. Nè, nhìn nó khá là to nha. Cũng được thôi chứ không có đạt không. Rồi, mình ngưng mình đi tiếp luôn mọi người. Đây có thêm một tổ nữa mọi người nè. Đó, nó ở cũng ngoài tầm giới nha. Chút mình ngưng để mình bắt xuống mình cho mọi người xem mặt sau nha. Ở đây tổ nữa nè. Nó tuốt ở trên cái kẻ đó, mà tổ này nhỏ mình không bắt đâu nha. Đó, ông nó bay rồi. Dưới tổ vừa rồi đó, mình bắt ở kế bên đằng này nè. Đó, khuất đằng chỗ đó đó. Là cái lùm này là 3 tổ nha, nhưng mà mình lấy 2 tổ à. Còn tổ kia nhỏ quá mình chừa lại nha mọi người nha. Thôi giờ mình ngưng để mình bắt luôn mọi người. Đây mình vừa bắt xuống sông mọi người. Đó mình mới cắt trên lỗ đó nha. Nè. Bây giờ mình vũ nó ra. Mặt cũng còn nha. Nè. Còn cũng được nè. Bầu cũng hơi to nè. Ông mùa mưa thì kiếm tổ bự hơi khó nha mọi người nha. Làm tổ chút gì không. Nó chia ra. Tại hết thức ăn. Thức ăn khan hiếm. Và thôi mình ngưng để mình xử lý rồi mình đi tiếp luôn nha. Ở trên đọt tầm bông đó có một tổ kìa mọi người. Nè. Tổ này cũng gọn nha. Không được to cho lắm. Nằm tốt ở ngoài đọt. Để mình coi coi mình có bắt được không nha. Bắt được mình sẽ quay cùng mặt cho mọi người xem. Mình vừa bắt xong mọi người, mình còn đang ngồi trên đọt tầm dông nè. Đó, tuốt ở ngoài xa nha, mình thổi khói không được nên mình cắt xét luôn. Mình cắt cái mình vũ rồi, cái mình rút vô nè. Đó, cục mặt nhìn cũng được nha. Vừa chứ không bé gì không. Rồi, vậy thôi mình ngưng để mình leo xuống mọi người. Mình còn đang ở trên ngọn tầm dông nè. Một tổ nữa luôn mọi người, nè. Mình thổi khói cái nó gom vô rồi nè. Tổ này là nó đóng ở đây nè nha. Nè cái dĩ cũ của nó nè. Nó bỏ nó già cái nó bỏ cái nó lên đây nó đóng nè. Trời giấc này chuyển mưa cái gió quá gió luôn. Để mình bắt nó xuống nè. Mình thổi mà nó gom vô gì chắc có mặt nha. Rồi, tổ này có mặt nha.
mặt cũng khá là tốt nè. Bên kia không biết sao đây. Rồi bên đây cũng được luôn nha. Để mình xây lại cái nè. Vậy là ok nha. Rồi mình ngưng mình xử lý nó, mình đi tiếp luôn mọi người. Đây một tổ nữa luôn mọi người ơi. Nè, không phải ở đây một tổ không nha. Ở trên đây nè. Ở trên tiếp trên đọt đó đó, cũng có một tổ trên đó nữa nha. Tổ trên đó hơi to hơn tổ này chút tí xíu nè. Rồi để mình bắt tổ này xong rồi mình sẽ leo bắt cái tổ kia luôn cho mọi người xem sao nha. Nè. Đây mình bắt thứ xong mọi người ơi. Nè. Để mình vũ ra thử có mặt không nha. Nè, mặt nó chạy xuống tới dưới luôn nha. Nè. Hai bên luôn. Tổ này thấy vậy chứ ngon lắm nha mọi người nha. Nè. Đầy ống chân luôn nè. Quá là im luôn. Rồi, còn tổ nữa mình leo mình bắt luôn mọi người. Mình ngưng để mình xử lý tổ này trước rồi mình leo bắt tổ kia luôn nha. Ok, mình lấy xuống sông mọi người. Nè, cho mọi người xem chi tiết cục mặt nè. Cầm khá là nặng nha. Đó, ông nó còn bay theo lãng giảng nè. Nè, mặt nè. Đầy chân luôn. Một tay mình khó lấy nét cho mọi người xem. Rồi, ông nó bay vô nó hút mặt lại nè nha. Đó. Mặt cầm nặng lắm nha. Nè, nãy nó quẹt chốc lỗ nè. Mặt tôm chân luôn. Giấc này trời nắng gắt thấy ghê nhưng mà chuyển mưa tới đen thui trơn nha mọi người nha. Chuyển mưa cái nắng gắt quá gắt chịu không nổi. Chắc có lẽ mình về quá chịu hết nổi à. Tìm tổ ong khá là cực nha. May mắn là được cây hai tổ nè. Rồi mình ngưng để mình tìm tiếp. Nếu như không có nữa thì mình về luôn mọi người. Một tổ nữa luôn mọi người. Để mình thổi ra thử xem mặt nó như thế nào. Tổ này cũng bé nha. Mùa mưa này bắt ong tổ nhỏ nhỏ thôi. Không biết mặt ở bên đây đạt không. Có mà ít quá mọi người. Miễn cưỡng lấy cũng được nha. Nhưng mà thôi đi, mình bỏ tổ này lại luôn, mình không lấy luôn. Nè, mặt nó còn nè. Bên đây cũng vậy nè. Rồi, tổ này mình bỏ, mình không lấy nè. Ok, thế là xong mọi người. Chắc có lẽ mình xin ngưng để mình đi về quá. Trời giấc này chuyển mưa rồi. Cũng làm thì nãy giờ ớn quá. Nè, bữa nay thành quả mình được nhiêu nè nha mọi người nha. Coi bọc này ba bên kia 3 tổ, bên đây 4 tổ, là 7 tổ nha. 7 tổ nhưng mà được cái là mặt lúc chân. Mình đi bữa nay là toàn là lúc mặt không nha. Không có ổ nào mà thắt mặt chứ. Cầm cũng khá là nặng nè. Không biết dắt ra được nhiều ít nè. Mùa mưa mà đi về là quá ngon rồi. Đi khu vực 4 tỉnh này bắt anh em bắt ong khá là nhiều nha. Kiếm ổ hơi bị cực. Mấy cái lùm cũng bị guồng bấy trơn à. Mà mùa mưa này guồng lùm là thua nha mọi người nha. Lên đọt cây trơn à. Nó xuống lùm nhưng mà ít lắm. Anh em bắt ong càng guồng lùm thì ong nó càng lên cao nhiều. Này trời chuyển mưa nên ánh sáng hơi bị thiếu, mọi người xem thông cảm nha. Nếu mọi người thấy thích cái clip này xin để lại cho mình một like và nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những clip ong tiếp theo của mình nha. Thôi xin chào mọi người luôn. Mình về luôn.